xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Cậu okay. Em có một cú điện thoại về quê em và đã đem lên đây. Wow, cứu em một cái bây giờ. Đúng, cái này của chương trình quá. Lâm Chơm. Lâm Chơm. Lâm chi? Em ơi, một là Chơm Chơm, hai là Lâm Cơm. Chơm Chơm, hai là Lâm Cơm. Đúng rồi. Cái nào mà là Lâm Chơm? Lâm Cơm bắt chị tôi. Chị là Lâm Cơm á. Có đâu phải. Chơm Chơm là từ đúng, nhưng mà từ địa phương em hay gọi là Lâm Chơm. Có một mình em gọi Lâm Chơm thôi, chứ hồi đó giờ cả cái miền Tây mình gọi là Chôm Chôm. Cả cái miền Tây mình gọi là Chôm Chôm. Đông Khóm, Tân Phước được biết đến là vùng đất nhiễm phèn rất nặng, nhưng người dân đã kiên trì cải tạo để trồng ra những trái khóm thơm ngon và có vị ngọt đặc trưng. Hay quá. Tuyệt vời. Lấy gọi là cái sự khó khăn để làm nên những cái vị gọi là vị giống trái cây tuyệt vời ở Tiền Giang, đúng không anh chị? Đúng rồi. Tân Phước vẫn được biết đến là thủ phủ của khóm. Nhờ có nghề trồng khóm mà bà con Tân Phước đã có thu nhập và đời sống cải thiện đáng kể. Wow. Tự hào là đứng đầu đó. Với thử thách vị ngọt đất phèn thì hai đội sẽ phải thu hoạch 60 trái khóm trong vòng 30 phút. Đội nào hoàn thành tiêu chí và về sớm hơn thì sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, hai đội phải ăn hết mâm trái cây trước mặt rồi mới được xuất phát. Trời ơi! Cái này là thưởng đúng không mọi người? Cái này là thưởng hay phạt vậy? Ăn trái hai trái vui, ăn như đây là xỉu lên xỉu xuống đó. Thử thách vị ngọt đất phèn bắt đầu! Ăn này thiếu đi, ăn nào khó ăn thiếu đi. Ê, cái này ngọt ăn được không? Chưa hết ăn mà muốn ngủ bây giờ chưa? Ăn lẹ tách ra ngồi ăn thôi, ngồi để bấu 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 nữa. Ăn lẹ tách ra ngồi ăn thôi, ngồi để bấu 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 nữa. Này chắc anh lâu lắm mới ăn cục lại. Ăn cho lẹ đi. Ngon quá. Căng môi luôn hả? Đi hả? Căng môi luôn hả? Đi hả? Trời ơi, lẹ lẹ đi kệ nó, bây giờ còn cắn gì nữa ăn bà. Trời ơi, lẹ lẹ đi kệ nó, bây giờ còn cắn gì nữa ăn bà. Chấm muối. Chấm muối à? Chấm muối ăn cho ớn á. Chấm 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 muối nè. Cái này sao mà chấm được? Chấm muối ngon nè. Anh ăn này là anh đi với nha, tụi em nhỏ nhỏ nha. Đi là sao? No quá. Ăn không đi luôn. Trời ơi, ăn nhanh lên bên kia nó còn hết rồi kìa. Trời ơi, sao bên kia nó ăn lẹ vậy? Bên em có máy bào mà. Hai cái. Bên em có máy bào mà. Hai cái. Anh đi trước nha. Quá chịu cái liền, quá chịu cái liền.
giọt son nè. Ai cũng biết chứ. Khó mẹ quá. Dạ ơi. Dạ ơi. Dạ dạ đếm như trái dạ ơi. Dạ dạ đếm như trái dạ ơi. Để anh qua cái để cho leo lên cái nữa. Leo lên trên đúng không? Anh thảy xuống không? Đúng rồi. Rồi leo lên luôn, leo lên. Chị em bơi cặp mép sông nha mọi người, không thấy cứ thảy xuống sông nha. Thôi vô. Được rồi, vô đi, em kéo cho anh rồi, em kéo cho anh rồi. Để qua đây cầm này, qua đây cầm này. Ôi. Dài thôi mà. Đừng có đưa cái mặt vô ghế. Em dị cái lá này lại để cho anh lanh lên á. À, sao nó lúng quá vậy? Đi đi xuống đi. Đi lên đường này đi. Lên đây nè, mình lên đây nè. Lên bờ đi Lâm ơi. Em ở dưới đây nha, cứ thảy xuống nhưng mà đừng thảy vô đầu em là được rồi. Làm nhanh em nha, đừng có điệu nha. Làm nhanh em nha, đừng có điệu nha. Ổn không Ngân ơi? Ổn, ổn, ổn. Làm những thoát nha anh em ơi. Nhiều nha chị ơi, nhiều nha. Ráng hốt hết nha. Ồ, cái này ngon quá. Ngân ơi, ơi, vợ chồng mình nghèo nên cùng nhau nỗ lực. Ngân ơi, ơi, vợ chồng mình nghèo nên cùng nhau nỗ lực. Đúng rồi anh ơi. Những đứa con khờ là động lực cho hai ta. Dạ. Dạ. Mai mốt đây khi vợ chồng mình té rồi. Té rồi. Té rồi. Vợ tôi té rồi. Dạ ơi. Ôi ơi. Nồng ơi. Nồng ơi. Kê kê lụm lụm. Lụm ở dưới lên ơi. Lụm ở dưới lên ha anh. Nồng ơi. Đếm bao nhiêu trái vậy? Đếm bao nhiêu trái vậy? Mấy trái nào mà nửa trái trở lên nó màu vàng rồi mới tính nha anh Hùng. Ok. Bên này nè, bên này nhiều lắm, bên này còn nhiều lắm. Rửa cây cho anh. Còn 2 phút. Lùi lại, lùi lại. Rồi, được rồi, Nan ơi. Nan ơi, phụ đi đủ rồi đó. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Quay về đi em. Anh đi về, em chèo về, tụi anh đi về á. Năng chèo vô cho leo vô năng. Lùi lại. Thank you.
Xin chúc mừng hai đội đã hoàn thành thử thách đúng giờ. Là đúng vô quy định hả Vy Đạt? Yeah. Đội tôi về trước mà. Và sau đây thì chúng tôi đã mời tới một vị giám khảo đặc biệt sẽ quyết định đội nào là đội chiến thắng. Xin được giới thiệu chú Nguyễn Văn Hoàng là chủ của vườn khóm. Xin mời chú xuất hiện ạ. Mời chú Hoàng ạ. Rót nước mời chú Hoàng. Là chú Hoàng đứng đây. Còn người gì của Lâm nha. Dạ. Ê ê ê ê. Làm gì à? Lâm. Ba em đây, ba em, chú Hoàng, ba em. Dạ con mời chú uống miếng nước. Dạ con mời chú. Đây là Lâm Tử Dạ, chú danh hài Lâm Tử Dạ. Chú ăn thơm, con gọt thơm chú. Cảm ơn. Dạ chú uống miếng nước đi chú. Chú ơi, dạ. Nấu không chú? Dạ. Dạ để con ra con gọt thử đi cho chú ăn hỏi đi. Dạ con chào chú, gặp chú con bị run quá. Trước khi đến với tiêu chí chấm điểm ngày hôm nay, con mời chú chia sẻ về bản thân mình một xíu ạ. Thì cái khu này thì đất phèn, cho nên bà con là trồng cơm là nó ngọt hơn mấy cái khu khác. Dạ. Cho nên là cái khu này thì đa số là bà con nó là trồng cơm để sống. Dạ. Rồi thổ nhưỡng, rồi dinh dưỡng ở đây nó có thuận lợi không chú? Rất là thuận lợi. Nhưng tôi trồng nay cũng 10 năm rồi. Wow. Dạ. Dạ thưa chú, tụi con cũng giống như cây cớm. Tụi con cũng giống như cây cớm. Có thể chịu cực chịu khổ được. Dạ con thấy chú xúc động, chú cúi mặt xuống. Dạ con cảm ơn chú rất là nhiều. Mà mỗi lần chú giao lưu chú đều quay qua đây. Một cái hướng là hướng ánh mặt trời, đúng không? Còn bên kia dường như có một cái tia gì đó là chiếu mắt chú, thấy không? Là chú không muốn nhường qua. Không có, tại vì bên kia đang giao lưu. Chú coi cái đầu con nè, mồ hôi nó ướt hết trơn này, chú thấy không? Dạ. Nó ướt hết trơn luôn gì đó. Là tụi con thu hoạch là cũng chắc cũng chính xác đúng không chú? Dạ bây giờ con mời chú nói về cái tiêu chí chấm điểm ngày hôm nay. Xin mời chú Hoàng một trào tay thật lớn cho chú ạ. Giờ chấm điểm thì nếu mà đội nào khóm trái nào dập thì không gãy cùi, gãy cùi không chú? Dạ còn nếu gãy cùi khi thu hoạch khóm thì khóm thì mình đốn mình phải thải xuống dưới mương. Dạ. Xong rồi mình vớt trịt vô xuồng thì khóm nó không có bị dập. Dạ. À, đúng nếu, vậy đó, nếu đúng nó bị sâu thì luôn. Sao chú? Đây chú, cái trái này rất là ngon đúng. Mà nó bị sâu. Tại vì mình phải biết trân trọng gọi là sự vất vả. Nếu mà bị con. Bị sâu này là do trời nắng nám hư. Vậy vẫn chấm đúng không chú? Tuyệt vời thưa chú. Chú ơi, chú cho con xin hỏi cái trái nó gãy cùi là do người đốn chuyện của chú. Sao chú? Chuyện của chú. Bình thường đâu được, đâu nó thúi vậy. Chú ơi, tại vì người ta không biết nâng niu từng trái đúng khóm vậy. Của người dân người ta trồng cực khổ đó chú. Mà khóm chính này là nếu cái trái khóm gãy cùi này là bán khóm vàng rồi. Trời. Nhưng mà vẫn bán được thì mình vẫn tính đúng không chú? Vẫn tính, vẫn tính điểm. Vẫn tính, vẫn tính điểm. Đúng không chú? Dạ không ạ. Không ạ. Đó là chuyện của chú, để chú trả lời. Không chấm điểm được. Trời. Trời. Vỗ tay chú Hoàng mấy em. Tại vì nó là khóm vàng rồi. Dạ. Này. Hồi nãy là con có thải những trái nó vô sườn, chú biết rồi đó. Con mắt con nó bị loãng chú à. Con cố gắng con quơ vào, nhưng thật sự mắt con không có thấy đường như người ta. Bây giờ con nhìn chú Hoàng mà nó nhòe nhòe, thấy bốn chú Hoàng nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè. Mắt con nó nhòe lắm, cho nên khi mà con thải nó lỡ thôi, chú thông cảm chăm trước giùm con. Chú Hoàng chứ đâu phải chú Hoàng đâu mà nhìn tùm lum hay sao chú? Lát nữa kiểm tra, thí dụ như trái nào cảm thấy được thì lấy còn thấy, thí dụ như giống y chang ba con luôn á, trời ơi. Lấy không được, không lấy. Rồi thôi, bây giờ bắt đầu đi chú Hoàng. Rồi, như trái này thì đạt yêu cầu chính, cái này là đạt yêu cầu. Dạ, tuyệt vời. Cái này cũng đạt luôn. Cái này là chín hơn nửa trái rồi, đạt rồi. Yeah. Dạ. Là hai nè chú, hai nè, các con đếm phụ chú nào. Rồi. Ba. Bốn. Ê, cái này hư mà chú Hoàng. Cái hư cái này là do trời nắng. Đúng. Anh ơi, trời nắng cái mặt anh còn nám muốn gì trái khóm của người ta. Cái này không được. Ba sao con lén lén con đưa ba. Ba con lén con đưa ba vậy. Mà ba còn làm thế vậy. Làm thế vậy. Ba nói không được. Ba không thương con rồi. Trái này vì biết sao nó dập vô thịt rồi. Dạ. Cho nên là trái này là bỏ đi con, bỏ đi. Không được. Dạ không được. 17 18 nó đánh thủ nè. 19 thứ 3 20 trăng tròn là tuổi con nè. 21 đúng rồi. 22 23 63, vỗ tay. 65. 65. 27. 52, 53, 54, 55, 56, 57,
6, 15, 6, 16, 6, 17. Đẹp hơn bên em thiệt. Và nhiều hơn nữa. Biết ta về hơn. Trước nữa. Nếu mà chấm điểm á thì đội này mười điểm. Còn đội ngoài màu đỏ thì thu hoạch ít hơn tí cho nên 9 điểm. Xin chúc mừng đội quê nhà, mỗi bạn nhận được một điểm rực rỡ. Và xin được cảm ơn chú Nguyễn Văn Hoàng đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Nói luôn cơ. Ủa chị, là khéo dữ chưa? Quá khéo, quá tuyệt vời. Ê, trời thịt quá trời luôn ca. Cái này là em bỏ qua cho chị hay là một gói vậy? Và một gói đó, mì hoài da thịt bằm này là có túi thịt thật nha. Chị thấy nhiều thịt chưa? Ồ, quá trời luôn á. Nãy giờ chị tưởng em xào thịt ở ngoài em bỏ vô chứ. Chị điên rồi. Với một cái điều kiện khắc nghiệt như vậy thì làm gì có xào thịt được. Em thấy em chị giống sinh viên. Không, em giống sinh viên, còn chị giống như đi du lịch. Tiện ha. Giờ chỉ cần mất cỡ 3 phút thôi là có một bữa ăn ngon lành, đầy chất luôn. Lượng. Đúng rồi. Ăn theo kiểu phong cách hoàng gia nữa chứ. Xin chào mọi người. Bớt khách mời là em thấy ồn quá. Số này sao mà nó ồn dữ vậy? Hi everybody. Đi qua bên kia. Mình nhớ mà bên kia kìa. Đi qua. Hả? Xin lỗi. Đi qua bên đây nè. Đưa đây để tôi. Dính lẹo rồi. Đó, sao kỳ vậy? Được rồi. Tại vì là gì? Thả ra chưa? Sáng nay tóc anh Lâm bị bạc hả vậy? Suy nghĩ qua em. Suy nghĩ gì nè? Suy nghĩ về những mảng miếng ngày hôm nay và suy nghĩ về những khách mời. Bình thường đã nói không lợi rồi. Và cuối cùng tìm ra lý do tại sao người ta mời đâu? Để cho chủ nhà đỡ mệt. Đỡ nói đỡ mệt. Tuyệt vời. Đâu có. Anh chị xuất hiện là em với Bích Phương mệt nhiều luôn nè. Mờ luôn hả? Là tụi em câm luôn. Đúng, hai chị em mình cân thật. Ủa nha. Chào buổi sáng tất cả các bạn. Chúng ta đang có mặt tại Tiền Giang. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi liên quan tới món hủ tiếu. Hủ tiếu kìa. Mỗi đội sẽ cử ra hai thành viên để tham gia trò chơi này. Các thành viên sẽ bị bịt mắt và được đối thủ cho ăn thử các loại hủ tiếu mà chương trình đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta sẽ có tổng cộng 4 loại hủ tiếu: hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu chay và hủ tiếu sườn. Nhiệm vụ của các bạn đó là tìm ra hủ tiếu Nam Vang. Được rồi, chơi thôi. Chơi đi ạ. À. Có ăn. Rồi, bên mình đầu tiên người sẽ đây. Em cho. Rồi. Quá vậy. Đây, đây. Vô. Hồ Vinh An đi. Ok, làm vô á. Dạ em cho. Đầu tiên là số 1 nha. Số 1 nha mọi người. Em nhớ mấy con chim con á. Tôi nghĩ bác đoán được cái này đó. Ủa tới em đúng không chị? Như vậy là số 1 đang xong. Mình đã tự có đáp án trong đầu nha. Bây giờ là số 2. Wow. Ôi đây mầm. Ủa chị dạ, chị có đút em ăn không chị? Từ để nó nguội đã. Ngào á. Dạ giống như đút cơm cho con ăn vậy dạ. Ngào á. Con ăn nhanh đi học con ơi, nhanh lên. Lẹ lẹ chú Sơm đứng đợi được. Rồi mọi người cảm nhận hết xong cái vị của phần ăn số 2 chưa? Rồi ạ. Đây là vị của phần ăn số 3, hủ tiếu gì đây? Trời ơi, dễ ẹt. Sao cái này mùi nó đậm đậm, vừa mở ra đã thấy mùi hơn đấy. Tô số 3. Trời ơi, muốn biết luôn. Ngồi chưa con, nếm coi ngồi chưa. Rồi. Rồi, xong chưa? Rồi ạ. Cuối cùng.
Wow. Bây giờ là họ sẽ tự thảo luận. Đúng. Còn những người khác không được nói gì hết. 3, 2, 1, 10 giây thảo luận. Bắt đầu. Mẹ ơi. Bây giờ. Thôi nói nhỏ ra bên kia nghe. Nói sao nhỏ quá. Thảo luận trong bóng đêm đi. Cái đầu lạc lắm nha. Cái gì vậy? Thảo luận thôi, không có chị nắm tay coi bói hả? Thảo luận thôi, không có chị nắm tay coi bói hả? Ủa em có sàn ăn không Nam? Sàn ăn em nghĩ là cái gì? Em nghĩ thôi chứ em không có sàn ăn hả? Em nghĩ là cái thứ tư. Thứ tư. À đôi tôi sao có kết quả rồi ạ? Chị ơi, anh Giang. Tôi bắt em sao? Em vừa thấy một cái cứu trưởng của Lâm Vĩ Dạ. Tôi bắt sao? Chị dạ. Đừng có như vậy chứ. Rồi, tất cả cùng giơ ngón tay. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Không biết có đúng hay không nhỉ? Rồi, mời mở mắt. Vì sao ạ? À? Mời Lập vì sao ạ? À? Thứ nhất là em thấy cái nó rất là đậm đà. Cái Nam Giang này chắc chắn nó có hải sản ở trong đó rồi. Nên là em cảm nhận được nó có cái vị ngọt của hải sản ở trong đó nữa. Em cảm nhận nó thơm hơn. Nó có cái vị Nam Giang hơn. Không phải. Nhưng một cái quan trọng nhất là anh Lập anh Suối này. Anh Lập anh Suối này. Trời đất ơi. Ôi trời ơi. Lẹ có chính kiến chưa? Lẹ đã thật sự chơi là... chưa? Nghĩa là ai Suối chọn gì thì chọn, ai Suối ăn gì thì ăn hả? Anh không có lập trường. Em cứ trong nhà đó. Anh bị tôi bánh chết. Rồi ngồi vỗ tay. Tự lao đi. Suối chắc. Yeah. Còn hai bạn vì sao? Em thấy bình thường ở trong hủ tiếu Nam Vang hay có tỏi. Ở Phi. Vâng. Với cả là em cũng loại trừ mấy cái còn lại. Tại vì thật ra bốn gói hủ tiếu em thấy mùi vị nó khác nhau khá rõ ràng. Quá dễ để phân biệt. Vâng. Em cũng có ý kiến với mình Lập. Không, em phải có ý kiến riêng của em đi. Ở đầu hẻm nhà em là có một cái chỗ bán hủ tiếu Nam Vang là em ăn từ nhỏ luôn. Em ăn cái này xong em có cảm giác cái nước lèo nó có cái vị giống hủ tiếu Nam Vang. Tức là đã từng ăn Nam Vang rồi và có cái mùi này là cái mùi gần giống như vậy. Dạ. Nên mình tin là Nam Vang. Dạ. Và đây là một câu chuyện về hủ tiếu Nam Vang. Mời em. Không kể gì câu chuyện cái bà ngay chỗ em á. Bà tên gì? Không biết tên, không biết tên. Tên làng phải không? Không biết tên nhưng mà bà bắt chó nhà em. Bà bắt chó nhà em. Làm gì? Bắt chó nhà em làm gì? Con chó nhà em nó khờ quá, nó chạy vô nhà bà là nó sống lên rồi nó chết ở đó luôn. Chết ở đó luôn. Trời ơi. Cái gì vậy? Câu chuyện gì vậy trời? Mày móc để anh kiếm câu chuyện khác anh kể cho. Kỷ niệm gắn liền với bát hủ tiếu Nam Vang. Nghe đau khổ quá. Rồi bây giờ là đáp án của chương trình. Số 1, hủ tiếu chạy 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 chạy. Yeah. Yeah. Rồi tất cả cùng giơ ngón tay. 3, 2, 1 bắt đầu. Gì nan? Tập trung thôi, tập trung thôi. Bốn thành viên của hai đội đều chọn vị trí số 3. Wow. Wow. Go. Xin chúc mừng các nghệ sĩ đã có đáp án chính xác. Và bây giờ, mời tất cả mọi người cùng nhau thưởng thức bữa sáng để có thể cảm nhận trọn vẹn vị của hủ tiếu nhé. Rồi, bây giờ là không phải ăn mình phải bịt mắt cực khổ nữa. Bây giờ là ăn thiệt, nếm trọn vị hủ tiếu. Xin mời. Xin mời. Đi thôi.